Chương 3, dược liệu có chứa carbon hydrate. Học xong bài này, các bạn cần đạt được 4 mục tiêu học tập sau. 1. Giải thích được định nghĩa về carbon hydrate, tinh bột, cellulose và các dẫn chất gồm chất nhầy và pectin để xác định đúng dược liệu. 2. Nêu được một số phương pháp để nhận biết và đánh giá dược liệu chứa các thành phần trên. 3. Nhận biết được các dược liệu chứa tinh bột đã được đưa vào giáo trình, cắt căn, sen, ý dĩ. 4. Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu tài liệu, kỹ năng phân tích tình huống, tổng hợp kiến thức, thảo luận nhóm. Đại cương về carbohydrate. Carbohydrate là những thành phần rất quan trọng của thực vật. Nó là nơi tích trữ năng lượng từ ánh sáng mặt trời qua quá trình quang hợp. Là nguồn nuôi sống loài người và loài vật, khi nghiên cứu các đường đơn giản người ta thấy cấu tạo của đường tương ứng với công thức CnH2ON nên gọi là carbohydrate, ví dụ. Glucose là C6O, về sau khi nghiên cứu kỹ người ta thấy có một số loại đường không thể viết được công thức chung CnH2ON. Do vậy, Hội nghị Danh pháp Quốc tế có đề nghị gọi glucid, tuy vậy từ carbohydrate vẫn còn thông dụng, có thể định nghĩa carbohydrate hay glucid là những nhóm hợp chất hữu cơ, gồm những monosaccharide. Hướng dẫn chất là những sản phẩm ngưng tụ của chúng, monosaccharide là những chất polyhydroxyaldehyde, polyhydroxyacetone có thể tồn tại dưới dạng mạch hở và dạng mạch vòng bán acetan. Carbohydrate có thể chia thành 3 nhóm là monosaccharide, oligosaccharide và polysaccharide. Tinh bột. Tinh bột là sản phẩm quang hợp của cây xanh, ở trong tế bào thực vật, hạt lạp không màu là nơi tạo ra tinh bột, các glucid hòa tan kéo đến hạt lạp không màu và được để dành dưới dạng tinh bột. Tinh bột được giữ lại trong các bộ phận của cây, củ, rễ, hạt, thân với hàm lượng từ 2 đến 70%, trong lá thường không quá 2%. Tinh bột ở dạng hạt, kích thước và hình dáng khác nhau, không tan trong nước lạnh, đun với nước thì tinh bột dần dần bị hồ hóa và độ nhớt của dung dịch tăng lên. Trong quá trình hoạt động của cây, tinh bột dưới tác dụng của enzyme có sẵn trong cây bị cắt nhỏ thành đường đơn giản, hòa tan được trong nước và được chuyển đến các bộ phận khác nhau của cây. Tinh bột được cấu trúc bởi hai loại polysaccharide được gọi là amylose và amylopectin. Khi thủy phân tinh bột bằng axit thì sản phẩm cuối cùng là glucose. Ngoài sự thủy phân tinh bột bằng axit, trong thực vật, tinh bột còn bị thủy phân bằng các enzyme cắt nhỏ tinh bột bằng các đường đơn giản ở dạng hòa tan và được chuyển đến các bộ phận khác nhau của cây. Chế tinh bột, chúng ta cần phân biệt bột với tinh bột. Bột mì, bột gạo khác hẳn với tinh bột mì, tinh bột gạo. Muốn có bột mì ta chỉ cần nghiền hạt lúa mì sau khi đã loại vỏ, nhưng muốn có tinh bột mì ta phải qua chế biến. Thành phần của bột mì ngoài glucid còn có protein, lipid, muối khoáng, vitamin, còn tinh bột thành phần chủ yếu là glucid. Nguyên tắc chung để điều chế tinh bột gồm các giai đoạn. Làm nhỏ nguyên liệu để giải phóng tinh bột ra khỏi tế bào. Nhào với nước lọc dây hoặc qua và lấy phần dưới dây. Cho lên men. Rửa nước rồi phơi khô, chế tinh bột gạo, ngâm gạo hay tấm với nước vôi trong 7 ngày, vớt gạo ra cho ráo nước rồi đem xay. Trong lúc xay có thêm nước, nước bột xay đem lọc 2 lần, lần đầu qua dây thưa, lần sau cho qua dây mát mau hơn. Tinh bột qua dây còn lẫn một ít protein, cần ngâm thêm nước vôi rồi sau đó rửa bằng nước lắng gạn lấy tinh bột rồi phơi khô. Tinh bột là thành phần chính trong lương thực. Nguyên liệu có nhiều tinh bột là các hạt ngũ cốc, các loại củ, đôi khi có trong thân cây, như cây báng. Hiện nay, nguồn để chế tinh bột dùng trong nước và xuất khẩu là tinh bột sắn là chủ yếu. Năm 1995, tại Tây Ninh đã xuất khẩu 28.000 tấn, trong ngành dược, tinh bột được dùng làm tá dược viên nén. Để cho dễ tiêu hóa, người ta có thể chế từ loại tinh bột đã được rang lên, tinh bột còn là nguyên liệu sản xuất glucose, cồn ethylic. Những dược liệu cụ thể, cát can là dược liệu được chế từ củ sắn dây, họ đậu, đặc điểm thực vật. Là loài dây leo dài có khi đến 10 mét, lá kép gồm 3 lá chét, cuống lá chét ở giữa dài, cuống lá chét hai bên ngắn, lá chét có thể phân thành 2 đến 3 thùy. Về mùa hạ trổ hoa màu xanh, hoa hình cánh bướm mọc thành chùm ở kẽ lá, quả loại đậu có nhiều lông, củ dài to, nặng có khi đến 20 kg, nhiều xơ.
muốn chồng người ta đào hố sâu 50cm đổ rác và muốn lấp đất xốp lên, đến tháng 1 đến 2 dâm cành vào hố. Có nhiều vùng chuyên trồng để tinh chế tinh bột, như các tỉnh Tây Ninh mỗi năm sản xuất khoảng 20 tấn tinh bột. Bộ phận dùng, dễ cù, thành phần hóa học, tinh bột chứa 12-15%, tác dụng và công dụng. Quế gia tinh hoạt chất của cát can được hấp thu hoàn toàn qua ruột khi theo dõi trên người tình nguyện bằng đường uống, sau khi hấp thu quế gia tinh liên kết với albumin của huyết tương 42%. Được phân bố chủ yếu trong gan và thận, được thải trừ sau khi chuyển hóa trong gan chỉ 10% liều hấp thu, thải trừ qua nước tiểu ở dạng không bị biến đổi. Mạch nha là hạt nầy mầm phơi khô của cây đại mạch, họ lúa. Đặc điểm thực vật, đại mạch là cây ngũ cốc trồng hàng năm. Mỗi năm thế giới sản xuất khoảng 100 triệu tấn. Muốn chế biến thành dược liệu người ta cho hạt nảy mầm, khi một số mầm bắt đầu xanh thì đem phơi nắng cho khô. Những hạt chưa nảy mầm thì không dùng. Các thành phần hóa học, chủ yếu là tinh bột, ngoài ra còn có protein, lipid, vitamin, chất khoáng. Trong đại mạch khi nảy mầm thì giàu các enzyme, tác dụng và công dụng. Do có enzyme nên mạch nha có tác dụng giúp tiêu hóa, dùng để chứa các trường hợp ăn uống kém tiêu, thuốc lợi sữa, trẻ em đau bụng đi ngoài, lị viêm ruột. Ý dĩ, dược liệu là hạt của cây ý dĩ còn gọi là bo, họ lúa, đặc điểm thực vật và phân bố, là cây thảo sống hàng năm, cao chừng 1-1,5 m. Thân nhãn bóng có vạch dọc, thân có phần nhánh, các mấu phía dưới có thể có rễ phụ, cây mọc hoang thành bụi, lá hình mắc dài 10-40 cm, rộng 1,5-3 cm, gân dọc nổi rõ, gân giữa to. Hoa đơn tính cùng gốc mọc ở kẽ lá thành bông, hoa đực mọc phía trên, hoa cái phía dưới, hoa đực có ba nhị, quả có màng cứng bao bọc, cây mọc ở nơi ẩm mát. Theo trồng nhiều ở Thanh Hóa, Nghệ An, Sông Bé và vùng Tây Nguyên. Thành phần hóa học, tinh bột, trong rễ và lá có chất chống viêm đó là benzoxazolone do có tác dụng ức chế giải phóng histamine, công dụng. Trong y học cổ truyền, ý dĩ dùng làm thuốc giúp tiêu hóa, chữa tiêu chảy cho chức phận tiêu hóa kém, viêm ruột, lị, làm thuốc thông tiểu trong trường hợp phù, tiểu tiện ít. Ngoài ra còn chống viêm khớp, làm thuốc bồi dưỡng cơ thể, bổ phổi, ngày dùng 10-30 g dạng thuốc sắc, hoàn tán với các vị thuốc khác. Đặc điểm thực vật và phân bố, cây được trồng ở vùng ao, đầm có nhiều ở đồng bằng. Thân rễ hình trụ mọc trong bùn, gọi là ngó sen dùng làm thực phẩm, lá mọc lên khỏi mặt nước, cuống lá dài có gai nhỏ, phiến lá hình đĩa to, đường kính 40-70 cm có gân tỏa tròn. Hoa to, gồm nhiều cách hoa trắng, đỏ hồng, đều lưỡng tính, nhiều nhị, bao phấn hai ô mở ra bởi kẽ dọc, chúng đới dài ra mọc thành phần trụ màu trắng gọi là hạt gạo, phần này có hương thơm dùng để ướp chè. Lá noãn nhiều và rời nhau, đựng trong một đề hoa loại hình nón ngược, vòi ngắn, núm nhụy chỉ nhô lên khỏi đế hoa, mỗi lá noãn sinh ra một quả, trong đựng một hạt, hạt không có nội nhũ. Hai lá mầm nạc dày bao bọc bởi một màng mỏng, chồi mầm, mâm sen, mang bốn lá non gập vào trong có diệp lục. Bộ phận dùng và chế biến. Hạt sen là hạt còn màng lụa hồng bên ngoài, phơi khô được gọi là liên nhục. Quả sen là quả già phơi khô còn gọi là liên thạch. Tâm sen là chồi mầm phơi khô được gọi là liên tâm. Tua sen là nhị hoa còn gọi là liên tu. Lá sen hái vào mùa hè và mùa thu còn gọi là liên diệp. Ngoài ra người ta còn dùng gương sen là đế hoa, gọi là liên phòng, ngó sen là thân rễ còn gọi là liên ngẫu. Thành phần hóa học, hạt có thành phần chính là tinh bột. Hạt sen thường dùng nấu chè ăn hoặc làm mứt sen, y học cổ truyền dùng hạt sen làm thuốc bổ tỳ. Thuốc chữa thần kinh suy nhược, mất ngủ, di tinh, đi tiểu lòng ngày dùng 30 g, tâm sen làm thuốc an thần, chữa mất ngủ ngày dùng 5 g. Lá sen có tác dụng như tâm sen, ngoài ra, còn dùng làm thuốc cầm máu, ngày dùng 20 g, gương sen, tùa sen dùng làm thuốc cầm máu, chữa di mộng tinh. Hoài sơn, đặc điểm thực vật và phân bố, dây leo thân cuốn sàng phải, thân rễ phình to lên thành củ ăn sâu xuống đất khó đào, củ hình chày, dài có thể đến 1 m. Có nhiều rễ con. Mặt ngoài có nhiều xám nâu, bên trong có bột màu trắng, phần trên mặt đất ở kẽ lá thỉnh thoảng có những củ con nhỏ, củ này có thể đem trồng được, lá mọc đối, đôi khi mọc xô, lá đơn, nhãn. Hình tim, đầu nhọn, có 5-7 gân chính, hoa mọc thành bông, trục bông khúc khuỷu mang nhiều hoa. Hoa đực và hoa cái khác gốc,
ba hoa 6, dài bằng nhau, nhị 6, hoa cái mọc thành bông, quả nang có 3 cánh, cây mọc hoang ở rừng, nhân dân vẫn đào lấy cổ ăn. Hiện nay được trồng ở nhiều nơi, nhân giống bằng cù, thu hoạch từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Bộ phận dùng và chế biến, thân rễ, thành phần hóa học, chủ yếu là tinh bột và chất nhựa. Công dụng, trong y học cổ truyền dùng làm thuốc bổ tỳ, bổ thận, lị mạn tính, đái đường, đái đêm, di tinh, mổ hôi trộm, chóng mặt, hoa mắt, đau lưng. Ngày dùng 12 đến 24 gram dưới dạng thuốc sắc hay thuốc bột, Hoài Sơn đã được ghi vào Dược điển Việt Nam. Cảm ơn bạn đã chú ý lắng nghe.